hoặc 6 ngày hoặc 2 ngày một tháng, tùy theo. 2 ngày thì mùng 1 ngày rằm. Đó thì nên xem cái ngày trường chay, thì trong kinh Địa Tạng cũng nói rồi, về cái tụng xeo đó mà ăn. Không trường chay được hết cả 3 năm thì tháng 10 ngày hoặc 6 ngày hoặc ít nhất thì được 2 ngày mùng 1 ngày rằm. Đó, để lấy công đức đó để hồi hướng cho cậu con trai lớn này. Và mỗi khi tụng kinh như vậy thì ngày thì được 2 thời hoặc 3 thời hoặc 1 thời, nhưng mà tụng được cả một cái bộ kinh Thượng Trung Hạ, một bộ kinh Địa Tạng đó thì càng tốt. Xong rồi lấy cái nước đó cho cháu nó uống. Có khi chỉ 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày là có hiệu quả rồi. Chứ không cần phải 3 năm. Nhưng phát nguyện thì 3 năm. Nhưng mà không cần phải 3 năm đâu. Đấy, có cái bà cụ ở dưới đường Hoàng Quốc Việt. Chúng tôi nói đi nói lại thì hôm nay thì nói cho một số Phật tử mới đến dự. Cháu nó sinh ra được 4-5 tháng. Đi khám bác sĩ bảo là trường hợp này là câm điếc bẩm sinh, vô phương cứu chữa. Chỉ có một cái trường hợp duy nhất, đó có thể là gì, cho cháu nó nghe được và sau này cơ hội nói thì còn chưa chắc chắn. Đó là mất 2 tỷ mua cái máy, rồi còn công nữa 200 nữa để gì? Để mổ ra và gắn lắp vào trong gì, trong tai của cháu ấy. Và phải làm trước khi 1 tuổi, còn sau 1 tuổi không làm được nữa. Gia đình thì cũng toàn là cán bộ công nhân viên chức nhà nước nghỉ hưu cả, thì lấy mà nhà ở nhà tập thể lấy đâu là 2 tỷ 2. Cho nên là thôi thì đành đối phúc cùng giời. Thế các Phật tử trong đạo tràng ấy mới bảo là thôi cứ lên chùa xem thế nào. Nhiều trường hợp mầu nhiệm họ được lắm, họ tụng kinh họ được. Thế là bà cụ đi lên đây, tức là bà nội của cháu, cái cháu bé lên đây. Thế bà cụ năm nay cũng yếu rồi, khoảng trên 70 gần 80, yếu đi khật khà khật khừ ra rồi. Thế tôi bảo cụ về phát nguyện ăn chay 21 ngày để tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho cháu xem thế nào. Các thầy cũng sẽ hồi hướng cho nữa. Thế bà cụ về làm theo như làm được. Thế tôi bảo về bảo cả gia đình, cả mẹ, cả chồng của cụ ấy, cả nhà ăn chay để hồi hướng 21 ngày ấy, đấy là gọi là cái phương pháp điều trị gì ạ? Điều trị tích cực đấy. Cả nhà ăn chay 21 ngày phóng sinh tu phúc và tụng kinh Địa Tạng, đấy là phương pháp điều trị tích cực. Ở trong bệnh viện họ gọi là điều trị đặc biệt đó. Vào phòng điều trị đặc biệt, gặp những giáo sư giỏi nhất, để chọn những giáo sư giỏi nhất để điều trị bệnh cho mình đó. Nhưng mà về thì bà cụ bảo con trai nó bảo rằng: mẹ ơi, con đang đi làm, con ăn như thế làm sao con đủ sức khỏe con đi làm. Bảo có con dâu thì có con dâu bảo: mẹ ơi, con đang nuôi con nhỏ, con làm ăn như thế làm sao có sữa để nuôi con. Bảo chồng thì chồng bảo: bà ơi, tôi yếu lắm, tôi ăn thế tôi làm sao tôi chịu được, thôi bà ăn đi. Thế là cả chồng, cả con trai, cả con dâu đều có lý do, và một mình bà cụ ấy ăn được, tụng được đến ngày thứ 7 sang ngày thứ 8. Thế tự nhiên cái đứa cháu nội của mình nó thấy nó là có phản ứng, nó giật mình, đem đi khám. Bác sĩ, 5 bác sĩ, cả trưởng phó khoa với những người đầu ngành của cái bệnh viện mà mới khám cho cháu là khoảng hơn nửa tháng trước thôi, và vẫn khẳng định là câm điếc bẩm sinh, không thể cứu chữa được. Chỉ có vấn đề như làm cái tai giả, để làm cái chip để cấy vào tai để cho nó nghe lớn lên xem nói được hay không, thì tùy thuộc vào, không dám chắc chắn. Nhưng mà sau này có mấy ngày sau tụng kinh thì có 7 ngày sang ngày thứ 8, thấy nó giật mình, bố mẹ nó mang đi khám. Bác sĩ giật mình khám là bảo là chữa cái gì, không tin vào cái kết quả khám của mình, nó gọi 4-5 bác sĩ sang cùng với nhau để hội chẩn, thì đều cho cái kết quả là cháu nó nghe được thì 70-80%. Thế bác sĩ bảo là thế chưa thuốc gì, bảo là không, bố mẹ nó bảo nhà cháu không chưa thuốc gì, mà chỉ có bà nội cháu đi lên chùa khai nguyên, thầy thỉnh dặn tụng kinh Địa Tạng về và cụ tụng, thế là về thấy cháu nó phản ứng đem đi khám thôi, thế thôi. Mà cách đây trong năm đấy, cả gia đình bế cháu ấy lên đây nhìn kháo khỉnh và gọi một cái là nghe rồi, nói rồi, và bây giờ nói được tiếng gì, tiếng ba, tiếng mẹ, tiếng bà rồi. À, mới có hơn chục tháng thôi, chắc chắn là xem nó bây giờ thì bình thường, gần như bình thường lại đến 95% rồi. Thế xong rồi tôi cái đợt mà nghe được đấy, tôi bảo là thôi về cụ cố gắng tụng kinh thì ăn chay để tụng kinh tiếp đi. Cụ bảo thôi thầy ơi, chắc là được rồi hay sao ấy. Bảo thôi thầy, thôi thầy bảo tôi làm sao mà thôi. Bảo trước đây con bị tai biến cho nên sức khỏe con yếu lắm. Giờ thôi thầy cho con gì, con không ăn chay cho con tụng kinh cả đời được không? À, mà cả ra giá với Phật, ra giá với thầy.
Thay vào cái ăn chay tụng kinh cho tròn hết 21 ngày. Sau hết mấy ngày thế cháu nó nghe được rồi một cái là thì cũng xin thầy luôn, thôi thầy cho con không ăn chay nữa. Nhưng mà đổi lại con thì con sẽ tụng kinh Địa Tạng cả đời. Cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Tôi nghĩ đi nghĩ lại vào là Phật Bồ Tát thì thương chúng sinh. Nhưng mẹ thương con đỏ thì thôi bây giờ cụ chẳng ăn chay được thì còn lại hơn chục ngày nữa biết làm nào. Bây giờ người ta nói như thế rồi chẳng nhẽ mình bảo không được à. Thì bảo không được sợ người ta lại lo. Mà có khi cháu chưa khỏi bà là đi thì chết. Cho nên bảo là thôi được rồi. Thế thì cụ về thì không ăn chay trường được, thế thôi thì cứ ăn bình thường nhưng cố gắng gia đình đừng có sát sinh ở trong nhà mình. Đi ra chợ mua đồ nó làm sẵn trong cái giai đoạn còn đang gia mình đang có vấn đề. Như ở trong nhà Phật gọi là gì, gọi là thiếu phúc á. Và kém phúc á, cho nên mới sinh sự có cái chuyện như vậy. Khuyên bà cụ thôi đừng có bảo con cá, đừng có sát sinh ở trong nhà, ra chợ mua đồ làm sẵn thì ăn. Nhưng mà ăn cũng đừng có tham ăn nhiều, ăn ấy quá, gọi là ăn cho nó đủ sức khỏe thôi, còn phải tích phúc nữa chứ đừng có ăn hết cái phúc cái đức của con của cháu sau này đó. Thế từ đó tới giờ thì về với ông chồng thì ngày xưa thì hôm rồi tôi mới biết là ông chồng là đại tá quân đội. Hôm rồi lên đây kéo mấy ông bạn lên đây toàn đại tá hết, 4 năm ông đại tá kéo nhau lên đây, và là mà phải thậm chí bây giờ các ông lại quy Tam Bảo hết, khóa tu vừa rồi pháp hội tháng 7 vừa rồi. Nhưng mà ngày xưa các ông phần lớn là ở cái thời ngày xưa cho nên đào tạo ở trong cái ngành của các vị, cho nên bây giờ bảo tin Phật pháp, tin tụng kinh Địa Tạng có thể giải trừ cái này cái nọ cái kia, nhất là bảo là bà tự nhiên và bác sĩ họ bảo là câm điếc bẩm sinh mà bảo tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng mà nó hết điếc, nó hết câm, nó nói lại được, thì đây là một cái việc gì không tưởng, cho nên các ông không tin. Nhưng mà khi mà cháu của ông, cái đích tôn của ông ấy được cái hưởng cái đó thì bây giờ ông tin. Không chỉ tin mà bây giờ còn rủ 4-5 ông bạn cùng là ở trong khu phố, đại tá, trung tá, quân đội về hưu là khu trong khu phố, vừa qua đều quy Tam Bảo hết rồi, đưa cả mấy cặp vợ chồng không chỉ quy Tam Bảo mà vừa qua còn dắt các bạn đến là gì đăng ký nhập tháp ở Bảo Ân ở chùa hết rồi đó. Và hôm Tết vừa rồi là nhất định lên phải gì, phải gặp thầy đó. Lên mấy lần rồi chưa bao giờ gặp thầy, những lần này lên là phải xin thầy cho ngồi một tí thì bảo được để tiếp các cụ một tí. Cho nên ở đây thì cái vấn đề tâm linh này nó rất là khó nói. Khó thể diễn giải hết bằng lời nói và giấy bút được. Chỉ có gì chúng ta có thực nghiệm, có chiêm nghiệm, có chứng nghiệm, có thực hành thì chúng ta mới biết được cái sự mầu nhiệm như thế nào. Bây giờ còn nói ra thì nó rất là khó diễn giải. Mà mình mà nói nó nhiều quá thì có thể người ta cũng rất khó tin. Cho nên ở đây thì các Phật tử chúng ta cứ nhất tâm để làm. Mà đừng có nghĩ rằng á, thầy giỏi thầy làm được cái điều đó nhé. Không, thầy không giỏi. Mà đây là Phật Bồ Tát gia trì mà các vị giỏi. Các vị tụng kinh giỏi, các vị niệm Phật giỏi và các vị gì? Bỏ ác giỏi, các vị làm lành giỏi, các vị hướng thiện giỏi. Cho nên Phật Bồ Tát gì? Cảm động và gia trì cho. Thiên Long và các vị quỷ thần, thiện quỷ thần á, thấy cảm động và các ngài cũng đều gia trì cho như trong kinh nói. Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông của chúng ta trong kinh Đức Phật thì thường nói là người nào mà nhất tâm làm được việc thiện, bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện, thọ trì đọc tụng kinh điển Đại Thừa sẽ có vô lượng công đức. Cầu nguyện việc này việc nọ thì khi mà tội diệt phúc sinh chúng ta cầu sẽ được thôi. Để đấy cho nên tôi cũng nói thêm như vậy để chúng ta có cái niềm tin. Và mình có thể trong cái giai đoạn đầu học Phật, mình có thể cái niềm tin, cái sự sở cầu chân chính của mình cứ cầu. Phật Bồ Tát chắc chắn sẽ gì có cảm và sẽ có ứng thôi. Còn giai đoạn sau học Phật cao rồi ấy, thì chúng ta không cầu cho bản thân nữa, mà chúng ta gì cầu cho pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo, đồng được giải thoát, đồng được giác ngộ như là mười phương ba đời chư Phật đó. Đấy là gì học Phật đến giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba, giai đoạn viên mãn con đường hành Bồ Tát đạo chúng ta rồi. Còn giai đoạn đầu tiên Phật Bồ Tát cũng để dùng phương tiện chúng ta cầu bình an nữa, Phật Bồ Tát cho chúng ta bình an. Chúng ta cầu công danh sự nghiệp ư? Phật Bồ Tát cho chúng ta công danh sự nghiệp. Đấy, giống như trường hợp ở trong thành phố Hồ Chí Minh có cái đứa cháu của bà Phật tử ở bên Pháp. Bà ở tận bên Pháp, bà chưa một lần gặp thầy, bà chỉ nghe giảng qua gì cái trang web của nhà chùa thôi, trang web chùa Tản Viên của chùa thôi, mà ngày nào bà cũng nghe từ sáng trưa chiều tối. Thậm chí bà cũng lớn tuổi nhưng mà vẫn phải đi làm.
Bà vẫn đi làm, vẫn đi trông con cho người ta. Nhưng á, bà vẫn mở cái đài nhỏ nhỏ để bà nghe trong khi bà đi làm. Đi về đi ngủ bà cũng gì bà cũng nghe. Và bảo vào mỗi một ngày, con không nghe thấy cái lời giảng của thầy á, con cảm như là một thiếu thốn một cái gì đó. Và chồng con trước đây cũng không tin Phật. Nhưng mà khi nghe cái băng giảng thì lúc đầu là ông cũng hậm hực với vợ lắm. Nhưng mà sau này á, khi mà dần dần mà cái vợ nghe vợ bảo không, ông cứ nghe, nói với chồng là ông cứ nghe cái thầy này giảng đi, nghe đi. Cứ nghe đi rồi ông sẽ đưa ra một cái câu bình luận sau. Và dần dần ông nghe và bây giờ chúng ta biết không, ông cũng phát nguyện tụng kinh Địa Tạng giống như bà. Thậm chí ông ấy còn tu hành tinh tiến hơn cả bà nữa. Đó. Chỉ có nghe qua băng giảng thôi mà ở tận cách đây hàng bao nhiêu nghìn cây số từ đây anh Pháp, tôi không biết là bao nhiêu nghìn cây số. Nhưng họ cũng tu. Và vừa qua đấy, bà gọi điện về bà kể là có một đứa cháu ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Vì quê quản ở trong đấy mà. Nó học ra trường rồi nhưng mà nhà cũng nghèo, không có điều kiện. Cho nên đi xin học đại học. Học cái trường dạy học, đại học gì nhỉ? Đại học gì mà xong ra làm giáo viên nhỉ? Đại học sư phạm. Lắm khi nhiều lúc nó đầu óc nó già rồi nó quên. Cháu học đại học sư phạm, bằng giỏi đỏ chót nhưng mà ra đi xin chỗ nào cũng được. Hơn một năm trời, gần hai năm trời cứ mang hồ sơ đi xin đi thi thì toàn thiếu nửa điểm hoặc thiếu điểm thôi, không được. Thế nó chán quá, nó sinh ra nó ở nhà nó tự kỷ. Kéo nó chán quá. Đi làm những việc linh tinh không phù hợp với ngành nghề học của mình thì nó chán, nó bỏ. Thế bà ở bên kia bà gọi điện về khuyên cháu là thôi tụng kinh Địa Tạng đi. Thế cháu nó cũng tụng kinh Địa Tạng được khoảng độ hơn tháng. Thế là hôm đi ra uống nước gặp một cái ông thầy hiệu trưởng của một cái trường dân lập. Thế ngồi uống nước một cái hỏi ra biết cháu nó học đại học sư phạm xong rồi mà ra trường bằng cấp giỏi như thế. Đi ngồi uống nước thôi, thế là gặp ông ấy, thế là ông bảo thích đưa hồ sơ lên cho bác. Thế là ông ấy giúp vào trường ông ấy dạy. Ngon lành ngay, không mất một đồng nào. Thế là xong mừng gọi điện sang gì? Sang bên kia thông báo cho bà cô hay là bà bác gì đấy tôi không rõ lắm, ở bên Pháp. Bảo là đấy nhờ gì, nhờ cô hay bác gì đó, nhờ cháu, bảo cháu dạy tụng kinh Địa Tạng, cháu mới tụng được một thời gian ngắn thôi. Tự nhiên đi uống nước có ông hiệu trưởng của một cái trường đại học dân lập, ông ấy ngồi uống nước một cái, ông ấy biết một cái, ông ấy nhận luôn, ông bảo đưa hồ sơ lên cho bác. Thế là xong rồi nhận luôn, bây giờ cháu đã đi làm rồi, đi dạy rồi đó. Và bà ấy gọi điện về nói với tôi là cái chuyện nó vui mừng như thế đó. Bà còn kể cái chuyện là có cái người chú hay là người cậu gì đó cũng ương bướng lắm, chuyên đi chảy dừa thuê nhưng mà rất ương bướng. Nhưng khi nghe bà ấy khuyên thì cái chuyện nhà bà cũng ở kể cả thành phố Hồ Chí Minh tụng kinh cũng được nhiều việc lắm. Cho nên bà khuyên thì cái ông cậu hay ông chú đó cũng tụng kinh. Thế bà hôm rồi bà gọi điện thì bà bảo là may quá, may mà nó tụng kinh. Thế nó một hôm nó đi chảy dừa thì ra rơi đi dừa trong miền Nam là cây dừa nó rất là cao, có cây cao đến khoảng chục mét, hơn chục mét. Thế ra làm sao lùng dù là sao mà cái nó không đội mũ. Ai đi ra cái quả dừa nó rơi từ trên nó rơi vào đầu. Thế nằm bất tỉnh nhân sự, máu me be bét ra. Thế mọi người cứ bảo trường hợp rơi dừa như thế chỉ có chết 10 người thì chết 9. Nhưng mà cái anh chàng đấy nó rơi vào cái nằm bất tỉnh nhân sự, đi ra bệnh viện. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.
nào.